Xin chào tất cả các bạn. Và em biết được rằng là mọi người có biết được là tẩy da chết là một trong những quá trình mà giúp cho làn da của các bạn thay đổi đúng không ạ? Và nó giúp cho làn da của bạn trở nên sáng hơn, mịn hơn và đẹp hơn đúng không? Và giúp da kem thẩm thấu tốt hơn ở trong da. Tuy nhiên thì các bạn đang băn khoăn là không biết phải dùng loại tẩy da chết nào. Và khi em đã so sánh với mọi người rằng có 3 loại tẩy da chết thì ngày hôm nay em sẽ cho mọi người lý do tại sao nên sử dụng tẩy da chết của nhà Dr. Lacey. Đây chính là trên tay em là chai tẩy da chết của Dr. Lacey ạ. Đối với chai tẩy da chết này thì nó sẽ có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên. Thứ hai, đây là loại tẩy da chết sinh học. Đó, và thứ ba, đây là loại tẩy da chết có thành phần là từ sữa này. Từ sữa nên nó sẽ mềm, nó dạng sữa, dạng kem nên nó sẽ mềm mịn cho cái làn da của các bạn. Và nó sẽ không hề gây ra cảm giác hay là ngứa hay là các bạn khi mà các bạn dùng ấy thì các bạn sẽ bị căng cứng trên làn da không đâu ạ. Thành phần thứ hai đó là chiết xuất nha lam. Chiết xuất nha lam thì nó sẽ giữ ẩm trên làn da cực kỳ tốt, và chúng ta biết được là nha lam là một trong những thành phần cực kỳ tốt đối với làn da. Chiết xuất thứ ba đó là chiết cây phỉ. Và cái loại chiết xuất cây phỉ này nó sẽ làm cho cái làn da của các bạn sạch hơn, sạch sâu hơn từ trong da. Đây là chiết xuất mà nó làm sạch tốt nhất trên thế giới hiện nay đó. Và chiết xuất thứ tư đó là chiết xuất từ vỏ hạt óc chó xoay nhuyễn. Và đối với tình trạng là vỏ hạt óc chó xoay nhuyễn thì nó sẽ đi sâu được vào trong từng cái lỗ chân lông của các bạn và nó không hề gây ra tẩy da đau nhé. Và đặc biệt là có nhiều bạn thường hay hỏi em là tại sao mà khi tẩy da chết ấy, thì nó sẽ không có hiện tượng gì trên da mà chỉ thấy da mình mềm hơn rất là nhiều thôi ạ. Thực ra nó đã lấy đi một lượng tẩy da chết vừa phải ở trên da của các bạn. Và đặc biệt là sao ạ, nó chỉ giống như là ghét của các bạn thôi chứ nó không kị cái hiện tượng kết tủa và không gây ra đau rát. Nên là các bạn khi mà các bạn tẩy da chết thì hãy tẩy một cách nhẹ nhàng để giúp làn da của các bạn trở nên sáng mịn hơn nhé. Đấy là ba lý do mà khiến cho các bạn nên sử dụng tẩy da chết của nhà Dr. Lacey. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một làn da đẹp.